Xin thân ái chào quý vị cùng các anh chị em. Hôm nay là một ngày đẹp trời và xe của cảnh bất động sản Huế cũng đã đi đến một con đường rất đẹp của nhà máy nước Thừa Thiên Huế. Và đây là nhà máy nước của thành phố Huế đã được thành lập cách đây cỡ 110 năm. Và xe của chúng em đang di chuyển. Mời quý vị cùng các anh chị em xem cơ sở hạ tầng của bà con, cũng là cái cuộc sống sinh hoạt, nhà cửa. Vì cái vùng đất này rất ít người đến, trường hợp có việc hoặc là cái gì quan trọng thì ít người đến đây để mà thăm thú vui chơi. Thời tiết thì cũng khá ổn. Và con đường Thanh Hải này ngày xưa thì cũng là một dàn núi đôi. Tiếp đến cũng là một lô đất ở phía sau đường đi vào, một lô đất có diện tích là 5m2 20. Lô đất khi nãy em giới thiệu là ở đây, và tiếp đến là lô thứ hai ở đây. Lô thứ hai này đi vào con đường rộng cỡ 5m, và ở đây lô đất này nằm ở đây, từ cái trụ này đến gốc cây này. Em quay anh chị xem kỹ rồi em sẽ báo giá sau vô clip. Khu đất này sẽ đi ra con đường này. Đây là một khu đất cũng nằm khá gần trung tâm thành phố Huế, sau lưng nhà máy của nhà máy nước Quảng Tế, và đã được sáng băng. Hạ tầng thì cũng đã có các đường ống nước họ đã làm sẵn, cột mốc rất rõ ràng. Ở sau này là cái mốc ranh giới của cả con đất. Thank you.
đất chúng ta sẽ nằm, lô đất mà có thể cả anh chị quan tâm sẽ nằm ở đây và đến cái mốc đây và sẽ đi ra đây. Lô đất cũng chợ em đang giới thiệu từ nằm đây, từ gốc cây này đến đây. Đây. À, trời hơi nóng anh chị, anh chị thông cảm vì quay cũng cái lô đất em mới giới thiệu để anh chị đang quan tâm là 1.3 tỷ.